Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại cùng với Dương Trường Giang Channel. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video mà mình không review một cái sản phẩm nào cả, mà mình sẽ review về cặp mắt của mình. Nghe hơi lạ đúng không các bạn? Tại vì như thế này, hôm trước mình có làm một cái video về cái sản phẩm thuốc nhỏ mắt Sankuba ấy, của Nhật Bản ấy. Thì mình cũng đã có nói với các bạn là mình là một đứa, thật ra thì mình đã bị cận rất là nặng từ lâu rồi. Và gọi là cận bẩm sinh thì cũng tương tự như thế, bởi vì mình cận từ bé tí cho đến tận đến lúc mà mình học xong đại học cơ. Và đã có bạn comment xuống phía dưới là mình hãy chia sẻ về cái quá trình mà mình mổ cận và cũng như là mắt của mình sau một quãng thời gian mổ cận đến tính đến bây giờ là 10 năm thì nó như thế nào, vì mình chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn đắn đo là có nên đi mổ cận hay không, và cũng như là đi mổ cận rồi thì có bị cận lại hay không, hay là mổ cận xong thì sẽ bị mù như là nhiều người ta nói ấy. Thì đây sẽ là video để mình chia sẻ cùng với các bạn về câu chuyện này của mình. Thì đầu tiên thì vì mình có thể nói với các bạn luôn là mắt của mình từ bé là mình đã bị cận. Thật ra thì nó cũng không phải là nặng lắm. Từ bé thì mình đã bị cận khoảng tầm 1 độ rưỡi đến 2 độ. Và từ bé đến lớn, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì mình đều được ngồi ở bàn gần đầu hoặc là giữa, chứ ít khi mình ngồi bàn cuối lắm các bạn. Và nó kèm thêm một việc nữa là hồi bé ấy, mình giống như là bao nhiêu đứa trẻ con khác thôi, mình hay ôm Conan, Doraemon và truyện tranh này nọ kia vào trong toilet ngồi đọc. Và lúc đó thì toilet nó không có sáng sủa như là thời hiện đại bây giờ, mà nhà mình hồi đấy cũng khá là nghèo, và đèn ở trong toilet thì nó leo lét lắm, kiểu dùng đèn ở bên ngoài bếp hắt vào ấy. Cho nên là mắt mình ngày càng cận nặng. Và đến thời điểm mà mình đi mổ cận, đó là vào năm 2012, thì mắt mình nó đã cận lên đến là, mắt bên phải của mình là cận lên đến 8 độ rưỡi và loạn 5, và mắt bên này của mình thì đã là cận đến 6 độ. Cái cặp kính mà mình đeo ngày đấy thì nó dày lắm các bạn. Nó thật sự nó dày, mình không biết miêu tả nó dày như thế nào. Vì bây giờ thì mình vẫn còn giữ nó đây, nhưng mà mình đã để ở ngoài Hải Phòng rồi, ở quê rồi, cho nên là mình không có để trong thành phố Hồ Chí Minh để có thể chia sẻ cho các bạn ở đây. Nhưng mà đấy là sơ sơ về mắt mình. Và mắt của mình ở trong tình trạng là vừa cận vừa loạn, giác mạc mỏng nữa. Và đến khi mà mình học xong đại học ấy, thì lúc đó thì cũng gia đình cũng có suy nghĩ đến cái việc là sẽ mổ cận cho mình, bởi vì cái việc mắt cận ấy nó sẽ làm ảnh hưởng cuộc sống rất là nhiều và nó sinh ra rất là nhiều cái bất tiện. Thì quãng thời gian đấy khi mà mình đi mổ cận thì các bạn biết rồi đúng không, cách đây 10 năm. Bây giờ các bạn đi mổ cận các bạn đã đắn đo nhiều, thì ngày đấy cách đấy 10 năm ấy mình còn phải đắn đo nhiều hơn các bạn rất là nhiều. Và những cái lời đồn thổi về cái việc mổ cận lúc đó ấy nó còn nhiều hơn bây giờ rất là nhiều nha các bạn. Và rất là nhiều người chưa từng đi mổ cận họ cũng nói rằng là mổ cận xong sẽ bị mù đấy, hoặc là mổ rồi cũng vậy thôi, về sau nó sẽ cận lại này nọ kia ABC các kiểu. Thì mình cũng đắn đo rất là nhiều và mình cũng biết được cái tâm lý đó. Thế nhưng mà cuối cùng ấy thì mình và gia đình cũng đã quyết định là sẽ đi mổ cận, sau khi mà đã suy nghĩ và cũng như là gom tiền bạc này nọ kia các kiểu. Và mình thật sự cảm ơn bố mẹ mình rất là nhiều và đã hy sinh rất là nhiều cho mình ấy. Quãng thời gian đấy thì đối với gia đình mình, cái số tiền để mà mình đi mổ cận nó cũng là một số tiền khá là lớn. Và và thật sự là mình cảm thấy rằng là cái việc mà quyết định cho mình đi mổ cận là một quyết định rất là dũng cảm của bố mẹ mình. Thì ngày đó kỹ thuật nó không có nhiều, và chỉ có một kỹ thuật mổ cận duy nhất, đó là kỹ thuật mổ cận LASIK. Thì bây giờ các bạn nghe cái phương pháp này các bạn cũng sẽ thấy rất là quen đúng không? Ngày đấy thì chỉ có một cái LASIK thôi, nó không có femto, nó không có LASIK, nó không có nhiều cái thủ thuật tiên tiến như là bây giờ. Thì hồi đó mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là mổ LASIK. Và mình cùng với bố ấy đã lên đến Hà Nội khám xem là tình trạng mắt của mình như thế nào. Mình còn phải thử máu và mình thử các loại xét nghiệm khác, bao gồm có phản ứng tê, phản ứng chống sốc với lại thuốc gây tê hay không, và cũng như là mình có bị phản ứng với các loại thuốc sẽ sử dụng sau khi mổ cận hay không, vào một ngày hôm trước. Và ngày hôm sau thì mình đã quyết định và tiến hành là nộp tiền và sau đó là mổ cận luôn. Thì ngày đó cách đây 10 năm thì chi phí phẫu thuật của mình là 14 triệu. Nhưng mà mình được biết là vì là mình đi mổ cận, và cái đợt đấy là đợt từ ngày mùng 1 tháng 6 cho đến ngày mùng 1 tháng 7 là bắt đầu vào hè rồi ấy, thì bệnh viện
Ngày đấy mình mổ cận tại bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội số 77 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đây là bệnh viện mắt rất là uy tín của thủ đô Hà Nội thời điểm đó, và mình đã quyết định đến đó cùng với bố để có thể tiến hành mổ cận ở đó. Thì cái quãng thời gian mình đi mổ ấy thì thực ra là nó khá là may mắn, mình cũng không biết đâu. Chẳng qua là vì là cái quãng thời gian đấy cả gia đình có nghe tư vấn rằng là sau khi mổ cận xong ấy thì mình cần để cho mắt mình nghỉ ngơi tầm từ 2 đến 3 tuần, cho nên là quãng thời gian đấy là mình cũng đang nghỉ hè, mình không có làm gì cả, và mình đã quyết định đi mổ cận quãng thời gian đấy. Thì may mắn là cái bệnh viện nó đang chạy cái chương trình khuyến mại vào đúng cái quãng thời gian đấy luôn, là sẽ giảm giá cho mổ cận cho học sinh sinh viên vào quãng thời gian nghỉ hè, cho nên là cái chi phí phẫu thuật của mình hình như hồi đấy nó rơi vào tầm 20 triệu, 18-20 triệu gì đấy, nhưng mà đã được giảm xuống 14 triệu. Tiền thuốc và cũng như là tiền phòng bệnh sau khi mà nghỉ lưu dưỡng lại để thăm khám lại ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm từ 1 đến 2 triệu nữa, thì mình không nhớ lắm, đại khái là nó trong cái khoảng tầm giá đấy, mình không nhớ chính xác vì nó quá lâu rồi. Mình cũng chỉ tham khảo lại với bố mẹ mình là người trực tiếp thanh toán vào lúc đấy thôi. Thì ngày đầu tiên khi mà mình lên để mình thăm khám ấy, thì mình cũng đã thử nhiều cái xét nghiệm như là mình vừa kể, và mình cũng đã hỏi bác sĩ những cái thắc mắc của mình liên quan đến việc mổ cận, là mổ cận xong có bị cận lại hay không, hay là có bị mù hay không. Bởi vì giác mạc của mình sau khi thăm khám xong thì bác sĩ có nói là thuộc dạng giác mạc mỏng, bởi vì quãng thời gian đấy mình đã sử dụng kính áp tròng rất là nhiều. Thì như các bạn nào không biết thì mình đã đi làm từ năm mà mình 18 tuổi ấy, có nghĩa là mình đã đi hát phòng trà và đi làm phục vụ phòng trà từ năm 18 tuổi để kiếm thêm thu nhập ấy. Thì quãng thời gian đấy mình đã có sử dụng kính áp tròng rồi, và kính áp tròng thời điểm đấy mình cũng sử dụng tần suất cũng khá là nhiều. Thì trước khi mà lên mà mổ ấy thì bác sĩ cũng có nói luôn là không nên đeo kính áp tròng trong vòng tầm 2 tuần trước khi lên thăm khám và mổ cận. Thì mình cũng đã áp dụng như vậy, nhưng mà lên thăm khám thì bác sĩ vẫn nói là vì mắt mình đã sử dụng kính áp tròng khá là nhiều rồi, cho nên là nó thuộc cái dạng là vừa là giác mạc mỏng do cơ địa bẩm sinh, vừa là do việc mình sử dụng kính áp tròng nhiều ấy, nó làm cái giác mạc của mình nó cũng yếu đi, kiểu dạng như vậy. Mà lúc đấy thì những cái thuốc nhỏ mắt dưỡng mắt hay là những cái thuốc để mà bổ sung dưỡng chất cho mắt như omega 369 ấy thì nó cũng không có nhiều như bây giờ, và mình cũng không có điều kiện để sử dụng. Cho nên là hồi đấy là bác sĩ cũng còn nói luôn với mình là cái mắt của mình sau khi mổ cận xong thì nó sẽ không hết cận được hoàn toàn, và nó sẽ để lại độ cận, và mình và gia đình có chấp nhận cái điều đấy hay không. Và bác sĩ cũng có nói luôn là mổ cận thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái việc là bạn mổ xong bị mù cả, có nghĩa là khi mà thăm khám người ta sẽ đo xem là giác mạc của bạn mỏng hay dày cỡ nào, và nó mổ đến một cái mức độ nhất định thôi, không thể nào mổ triệt để hoàn toàn về 10/10 được. Cho nên là mình và gia đình cũng phải ký giấy xác nhận về cái vấn đề đấy, là sau khi mổ xong là nó sẽ không hoàn toàn hết được độ cận, và mình phải chấp nhận cái điều đấy trong cái bản cam kết cùng với bệnh viện. Thì sau khi mà mình thăm khám xong thì ngày hôm sau mình đã quyết định là mổ luôn và đóng tiền rồi mổ. Thì cái quá trình mổ thì thực ra thì nó cũng không có nhiều vấn đề lắm, bởi vì nó khá là nhanh nha các bạn. Trước khi vào mổ thì mình được yêu cầu là không nên ăn gì, và sau đó thì mình vào mổ ấy thì bác sĩ sẽ nhỏ cho mình một cái loại thuốc để giãn đồng tử của mình trước khoảng tầm từ nửa tiếng đến một tiếng. Sau khi mình vào mổ thì sẽ đặt một cái khay, một cái khung để giữ cố định cho mi mắt của mình nó không để chớp lại với nhau, và các bạn không lo là mắt bạn sẽ bị khô hay như nào, bởi vì lúc đấy sẽ có nước nhân tạo nó được bơm chảy vào mắt luôn. Và hồi đấy là mổ LASIK ấy, nó không giống như bây giờ là hồi đấy mình mổ thì là mổ bằng dao. Nghe thì có vẻ sợ đúng không? Lúc mình nghe tư vấn mình nghe rất là sợ, nhưng thực ra thì dao đó là một cái dao tự động và nó rất là mảnh, nó sẽ sượt ngang cái bề mặt, cái nhãn cầu của mình nó cong này đúng không? Thì cái dao nó sẽ sượt ngang như thế này, nó sẽ không cắt hoàn toàn 100% cái giác mạc của mình, mà nó cắt khoảng tầm 2/3. Sau đó người ta sẽ lật cái vạc giác mạc này lên và người ta bắn laser. Hồi đấy đã có laser rồi các bạn, mang tiếng là mổ cận nhưng mà thực ra nó là bắn laser giống như bây giờ thôi, nhưng mà chỉ khác một điều là bây giờ thì mổ bằng tia laser, còn ngày xưa thì mổ bằng dao, cho nên là cái độ kiêng cữ dưỡng rồi độ phục hồi nó sẽ lâu hơn, kiểu dạng như vậy. Là một cái thì tạo bằng công nghệ cao, một cái thì cắt thủ công, cho nên là cái độ phục hồi nó sẽ lâu hơn. Sau khi cắt giác mạc xong mở ra thì mình sẽ cảm thấy hơi tối
lúc mà cái dao nó cắt qua thì mình cảm thấy mắt mình nó tối sầm lại, sau đó nó lại sáng lại. Và khi nó sáng lại thì mình chỉ nhìn thấy đúng hai cái đèn xanh đỏ ở trước mắt mình thôi, là hai cái đèn laser ấy, và nó sẽ nháy 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 liên tục. Và bác sĩ nói là nhìn tập trung vào hai cái đèn này nhé, mình sẽ nhìn như thế nháy nháy đến khi nào người ta bảo dừng thì thôi. Và mỗi một bên như thế nó nháy khoảng tầm có mười mấy 20 giây và nó sẽ kết thúc cái quá trình đó, và bác sĩ sẽ gạt cái vạc giác mạc lại và bổ sung một loại gel để cố định cái vạc giác mạc đó. Sau khi mà cái vạc giác mạc của mình đã được cố định bởi một cái loại gel rồi á, thì mình sẽ được yêu cầu là nhắm mắt lại và họ sẽ băng mắt của mình vào luôn. Nhưng mà bác sĩ thì luôn yêu cầu là mình đi mổ thì phải đi kèm theo người thân, và bố mình thì đi cùng với mình. Sau khi băng mắt xong thì mình được yêu cầu là sẽ về phòng hậu phẫu. Bệnh viện có bố trí một cái phòng hậu phẫu cho bệnh nhân ở xa, mình sẽ nằm lại ở đó và ngày hôm sau sẽ tiến hành kiểm tra luôn. Và nguyên cả ngày hôm đó sau đó thì mình muốn làm gì hay là đi đâu đó thì cũng phải cần có người nhà hỗ trợ, và bố mình sẽ là người đi mua đồ ăn này nọ kia. Tất nhiên là mình vẫn tự ăn được, mình vẫn làm mọi thứ bình thường, chẳng chỉ qua là mình sẽ cảm nhận cái quãng thời gian là không nhìn thấy trong vòng khoảng tầm, đâu mình nhớ là nó khoảng tầm vài tiếng, 5-6 tiếng gì đấy thôi. Và sau 5-6 tiếng thì bắt đầu là bác sĩ có nói là phải tháo băng ra và sẽ được uống thuốc kháng sinh và nhỏ thuốc nước mắt nhân tạo để bổ sung độ ẩm cho mắt một cách liên tục. Cứ đến đúng giờ đó thì bố mình sẽ đưa như đúng cái loại thuốc đó cho mình tự nhỏ, mình tự uống. Và nó cũng đơn giản thôi các bạn, giống như việc mình đau mắt mình tự nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi, nó không khác gì cả. Và bác sĩ có nói luôn là trong quãng thời gian đấy thì mình hạn chế chớp mắt, chớp kiểu này này, và mình muốn chủ yếu là mình hãy nhắm mắt. Còn nếu mà mình muốn nhìn một cái gì đó thì mình hãy mở mắt ra nhìn nó, quyết định làm một cái gì đó xong mà anh nhắm mắt lại trong vòng 30 giây. Nói chung là không nên nhắm mắt mở mắt quá nhiều lần. Thì đấy là những cái lưu ý ngay sau khi mà mình mổ cận xong. Và ngày hôm sau thì bắt đầu mắt mình nó hơi có tình trạng sốn, chảy nước mắt và hơi đỏ, thì nó là vết nó xuất hiện những cái vết máu bầm, máu tụ ở trong mắt ấy. Thì mình có đi khám lại vào ngay buổi sáng ngày hôm sau luôn, thì bác sĩ cũng có nói luôn là cái vấn đề này là vấn đề rất là bình thường và máu nó sẽ tan đi trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 tuần tiếp theo. Và sau khi mình khám xong thì mọi thứ ổn định lại, và lúc đó thì mình được khám mắt lại á, thì mắt mình nó đạt 10 trên 10, thậm chí là có lúc mà nó đạt 11 trên 10 với cái mắt mà không bị loạn này. Thì mình thật sự cảm thấy rất là vui. Nhưng bác sĩ cũng nói luôn là cái tình trạng này tùy theo người và cũng như tùy theo độ dưỡng của mình ấy, thì nó sẽ có tăng hay là giảm cái thị lực của mình. Và cái giai đoạn đầu khoảng tầm 2-3 tuần đầu và 1 tháng đầu thì nó quyết định rất là nhiều trong cái việc là các bạn có bị tăng nhãn áp hay không. Và mình sau khi thăm khám lại thì mình được về nhà. Bố mình đưa mình lên xe khách và mình về Hải Phòng luôn. Và trong vòng 2 tuần tiếp sau đó thì mình cũng hạn chế không, hồi đấy thì không có smartphone nữa, nhưng mà mình hạn chế không đọc sách, đọc báo, không xem tivi. Sinh hoạt của mình vẫn bình thường. Trong vòng 2 tuần tiếp theo đấy thì thậm chí là trong vòng 1 tháng tiếp theo thì mình vẫn phải nhỏ mắt, vẫn phải uống thuốc theo đúng lịch trình và đúng theo thuốc mà bác sĩ đã kê đơn. Và mình nghỉ ngơi như thế trong vòng khoảng tầm đâu đó hồi khoảng tầm 2-3 tuần thì đấy là mình đã bắt đầu đi làm lại rồi các bạn. Và nói chung là mình cũng hạn chế lắm, vì ngày xưa môi trường mình làm việc của mình là ở trong phòng trà ấy, nó có rất nhiều đèn LED và đèn cường độ cao để làm ánh sáng cho sân khấu. Cho nên là khi mà mình đi làm thì ngoại trừ những lúc mà mình lên sân khấu mình nói, mình hát, thì mình xuống sân khấu là mình nhắm mắt vào luôn. Và mình cố gắng là làm xong công việc là mình về nhà và nằm nghỉ ngơi, hạn chế tất cả mọi thứ. Thì đấy là quãng thời gian mà mình đã điều trị và cũng như là đi mổ cận. Thì rất nhiều bạn sẽ hiểu được là đi mổ cận sẽ như thế nào, cần phải chuẩn bị những gì, đúng không? Cần chuẩn bị sức khỏe này, cần chuẩn bị tiền này, cần chuẩn bị người thân đi cùng này, cần chuẩn bị mắt của mình thật sự sáng khỏe. Và cho đến thời điểm hiện tại là sau 10 năm thì các bạn vẫn thấy đấy, mắt mình hoàn toàn không bị mù nhé các bạn. Không bị mù. Và cái tình trạng là các bạn hỏi là có bị tái cận hay không, thì mình nói thật với các bạn là với mình là nó có bị tái cận. Thật sự là nó có bị tái. Nhưng mà cái độ cận của mình nó ở trong độ chấp nhận được. Có nghĩa là mình lên sân khấu mình vẫn có thể cầm được bảng này, mình vẫn có thể cầm được giấy, mình vẫn phải nhìn xa xa. Và bây giờ khi mình đo lại ấy, mình có cái thẻ chăm sóc mắt ở bệnh viện Việt Nga ấy, thì mình đi chăm sóc lại thì mắt bên này của mình nó đã bị cận lại khoảng tầm 0.75 đến 1, và bên này của mình thì nó bị lại khoảng tầm 1.75 đến 2. Nhưng mà trong cái tình trạng này thì mình cảm thấy mình chấp nhận được. Và
đây cũng là cái điều mà mình đã được biết trước khi mà mình mổ cận rồi, cho nên mình không hoàn toàn là quá kỳ vọng hay là mình quá thất vọng về nó, vì bạn đã được báo trước rồi và bạn phải chấp nhận cái điều đấy, đúng không? Thì khi mà bạn ở trong cái tình trạng như mình rồi thì bạn sẽ hiểu là một cái đứa mở mắt ra sáng sờ đồ vật không tìm thấy, không có kính, không làm được gì, đi mưa thì càng khổ hơn ấy, thì với mắt mình bây giờ là quá ok và mình vẫn có thể sinh hoạt một cách bình thường như người bình thường, thậm chí mắt mình còn tinh hơn nhiều đứa bạn của mình mà nó không đi mổ cận nữa. Và các bạn hãy luôn nhớ mình rằng là những người khuyên các bạn không nên đi mổ cận ấy, hầu như đều là những người chưa từng đi mổ cận. Và nếu những người đã đi mổ cận rồi như mình sẽ khuyên các bạn là nên đi mổ cận, bởi vì nó sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cùng với các bạn về quá trình mà đi mổ cận và cũng như là giữ gìn mắt của mình trong suốt 10 năm vừa qua. Mình có thể dùng thêm cả thuốc nhỏ mắt và cũng như là mình có dùng thêm cả dầu cá omega 369 để bổ sung cho mắt, và đã từ rất là lâu rồi mình không dùng một loại thuốc nhỏ mắt của một cái hãng ABCXYZ tại Việt Nam. Và hiện tại thì cái hãng này thì mình cũng thấy là có nhiều bác sĩ khuyên là không nên sử dụng hãng này, mặc dù họ không nói thẳng ra nhưng mà họ sẽ nói cho các bạn biết là không nên sử dụng, bởi vì dùng xong ấy sẽ các bạn sẽ bị tăng nhãn áp, và rất là nhiều bạn đã gặp vấn đề về mắt sau khi sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt của hãng này một thời gian dài rồi. Cho nên là mình chắc là nếu bạn nào quan tâm ấy thì hãy comment xuống phía dưới để mình làm một cái video riêng về cái vấn đề này cho các bạn nào mà đang trong quá trình mà dưỡng mắt hay là điều trị mắt nhé. Còn lại thì các bạn có bất kỳ một thắc mắc nào, các bạn muốn mình tư vấn vấn đề nào mà trong khả năng của mình đã trải nghiệm, mình đã biết, thì mình sẽ review lại cho các bạn và cũng như là nói lại cho các bạn được biết. Và ngoài ra thì những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn mình review là như thế nào, mình đang muốn lên video về làm trắng răng tại nhà này. Nhìn răng nhìn không? Mình rất là tự hào về hàm răng mình luôn. Làm trắng răng tại nhà này, rồi máy xông mặt này, rồi mỹ phẩm dưỡng này. Nói chung là ở nhà mình bây giờ mình còn rất là nhiều đồ ấy, mà chỉ mỗi tội mình quá lười thôi. Mình hơi bị lười, các bạn biết rồi ấy. Mình hơi bị lười thôi. Cho nên là bạn muốn làm video về vấn đề nào nữa trong cuộc sống như thế nào đấy thì comment xuống phía dưới để mình biết là các bạn đang thích chủ đề nào và mình sẽ làm nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Vậy là mình đã có một kênh YouTube sở hữu 1.200.000 người follow rồi, và kênh TikTok đã 100.000 follow. Và nếu như mà các bạn yêu quý mình, hãy tiếp tục follow và cho mình subscribe kênh, một like video và nhớ ấn nút chuông để nếu mình ra video tiếp theo thì các bạn sẽ là người đầu tiên để theo dõi video của mình nhé. Mặc dù mình biết video của mình chỉ là ngồi nói chia sẻ với các bạn, nhưng mà nếu mà các bạn thấy thông tin của mình hữu ích và hữu dụng cho các bạn thì đây cũng đã là niềm vui của mình rồi. Và mình làm kênh này thật sự là vì đam mê, vì đến thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa có liên kết với bất kỳ một bên nào để làm quảng cáo hay là bất kỳ một thứ gì khác để có thêm kinh phí, và mình sẽ suy nghĩ đến vấn đề đấy trong thời gian sắp tới. Còn hiện tại thì mình vẫn chưa muốn làm những điều đấy, và mình muốn kênh của mình là một kênh chia sẻ thông tin thuần và các bạn có thể nghe ở bên kênh của mình, sau đó các bạn đi mua ở đâu đó nếu như các bạn yêu thích. Và mình sẽ đi làm công việc khác để kiếm tiền để nuôi YouTube, nuôi đam mê của mình, và mình hy vọng rằng mình sẽ không bị cơm áo gạo tiền cuốn đi trong thời gian sắp tới. Thế nhé, cảm ơn các bạn rất là nhiều, và nếu như các bạn yêu quý của mình thì hãy nhớ comment cho mình biết để mình có thêm động lực làm video tiếp theo nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Mua.